Hiện đang là mùa du lịch tại Pháp, thu hút đông đảo du khách ghé thăm thủ đô Paris và không ít người vẫn muốn ghé thăm nhà thờ Đức Bà. Tuy nhiên, khách du lịch đi ngang qua nhà thờ Đức Bà giờ chỉ có thể đứng bên ngoài hàng rào kim loại quây xung quanh nhà thờ, đang phủ đầy giàn giáo, để bảo vệ cấu trúc tòa nhà trước khi công việc phục hồi bắt đầu. Nhiều người tỏ ra thất vọng bởi họ đã lên kế hoạch đến thăm nhà thờ Đức Bà từ lâu. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn. Thật thất vọng, tuy nhiên chúng tôi vẫn muốn đến thăm nhà thờ này. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày 15 tháng 4 đã khiến nhiều người dân Pháp và thế giới bàng hoàng khi tàn phá một trong những biểu tượng của nước Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cam kết sẽ hoàn thành việc phục hồi nhà thờ Đức Bà trước thời điểm nước Pháp đăng cai Thế vận hội Olympic 2024. Mặc dù công tác sửa chữa dự tính sẽ mất nhiều năm, song một số du khách vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan. Có một chút thất vọng nhưng bạn không thể làm gì được. Tôi nghĩ rằng nhìn thấy nhà thờ này từ bên ngoài còn hơn là không thấy được gì cả. Chúng tôi đã đi một chặng đường dài để đến Paris, vì vậy điều quan trọng là cuối cùng chúng tôi đã có thể tận mắt thấy nhà thờ này. Chính quyền Pháp hiện đang chia rẽ về cách thức nhà thờ Đức Bà nên được phục hồi như thế nào. Thượng viện Pháp hồi tháng 5 vừa qua đã bỏ phiếu nhất trí rằng nhà thờ phải được khôi phục lại trạng thái ban đầu của nó trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên trước đó, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe lại tuyên bố tổ chức một cuộc thi thiết kế một diện mạo mới cho nhà thờ Đức Bà.